Đây sẽ là một trận đấu được dự đoán rất khó khăn với BIDV Quang Trung, đội đang xếp ở vị trí cuối bảng với vỏn vẹn có một điểm. Có lẽ chưa bao giờ BIDV Quang Trung có một lực lượng khó khăn tới như vậy khi bước vào một giải đấu lớn, còn rất trẻ, mới lần đầu tham dự thôi. Còn đây là đường xuất phát của Phoenix, trong thành vẫn là thủ môn Nguyễn Hoàng Long mang số 1, số 5 Nguyễn Viết Điệp, số 8 Nguyễn Văn Hùng, số 9 Vũ Mạnh Cường, số 22 Vũ Đức Khang, số 77 Nguyễn Hoàng Quân mang vào đội trưởng và số 86 Tống Hồi Xuân. Huấn luyện viên trưởng của Phoenix đó là ông Nguyễn Xuân Thành. Còn đây là những cái tên còn rất trẻ và mới trong đội hình của BIDV Quang Trung. Trong thành đó là thủ môn số 32 Lê Thanh Phúc, số 4 Phạm Hoàng Thịnh, số 5 Tống Thành Đạt, số 12 Nguyễn Bá Hoàng, số 18 Lưu Mạnh Phong mang băng đội trưởng, số 26 Huỳnh Ngọc Bảo. Huấn luyện viên trưởng của BIDV Quang Trung đó là Nguyễn Mạnh Hùng. Một tình huống tranh chấp rất non của Tống Thành Đạt. Và tỷ số được mở 1-0 cho các cầu thủ BIDV Quang Trung, cho các cầu thủ Phoenix. Quá đơn giản. Một dứt điểm từ rất xa. Bóng đi qua dừng chân và bàn thắng cho các cầu thủ Phoenix. Như vậy có lẽ là bàn thắng sẽ được tính cho Sơn Hải. Sơn Hải rất có duyên. Bóng đập lưng của Sơn Hải sau cú sút rất mạnh của Tống Hồi Xuân. Sơn Hải một lần nữa rất có duyên. Anh vào sân để thay cho Cường Còn. Và cướp bóng của Tống Hồi Xuân. 2-0. Thi đấu như thế này thì BIDV Quang Trung sẽ vỡ trận thôi. Chất lượng đội hình của họ là quá thấp. 1 phút 2 bàn dành cho Phoenix. Pha mất bóng của số 4 đó là Hoàng Thịnh. Dứt điểm. Và đẩy bóng của thủ thành Thanh Phúc phạt góc cho Phoenix. Và quay ngược dứt điểm ngay của Điệp đánh đầu. Cái Điệp bắt đầu với sân bảy tại người đá phạt góc vẫn là Sơn Hải. Liệu một lần nữa thì có hướng tới vị trí của Viết Điệp hay không? Lại là Viết Điệp đánh đầu. Biết rằng Viết Điệp có khả năng lấy đầu tốt, nhưng lúc này thì BIDV Quang Trung vẫn chưa có phương án để ngăn cản khả năng bật rất cao của hậu vệ trái bên phía Phoenix. Rất hiểm học. Đây là Trung Còn. Vẫn là Trung Còn. Tuyến 2, Thành Trọng, dứt điểm. Không vào. Vừa rồi có thể coi là cơ hội tốt nhất của BIDV Quang Trung trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Và dứt điểm thứ hai của Thành Trọng. Vừa rồi bóng ăn ra cạnh lưới. Một thoáng mất tập trung làm phòng ngự của các cầu thủ Phoenix. Thì có lẽ bóng đi vào cầu môn thì cũng chưa chắc đánh bại được Long Nháy. Nhưng nó dù sao cũng là một pha bóng xem được. Đầu với Fox Sports. Không được. Vừa rồi thì Hùng Vũ Thọ đã không thể nhập thành kịp với tình huống căng ngang quá sâu đến từ Sơn Hải. Chúng còn không được rồi. Vừa rồi thì trọng tài có lẽ đã cho rằng bóng đã đi ngoài tầm kiểm soát của chúng con và pha xoạc bóng sau đó của Coneto không phải là một tiếng phạm lỗi của trung vệ bên phía Phoenix. Không có quả đá phạt nào dành cho BIDV Quang Trung cả. Một tiếng tung bóng dành cho Long Nháy. Viết Điệp. Tỷ số là 3-0. Quá đơn giản. Tình huống sút bóng căng sệt của cao thủ Phoenix. Và có vẻ như là Cường Con đã gặp phải một chấn thương tương đối nặng. Anh rời sân ở hiệp 1 và khi có bàn thắng thứ 3 thì cao thủ Phoenix đã giơ chiếc áo số 9 của Cường Con lên để ăn mừng.
Và như một cách cảm ơn, người đồng đội đã phải rời sân ngay ở đầu trận đấu này. Quá đơn giản. Một cú sút không căng, nhưng với việc Sơn Hải đã che mắt thủ thành bên phía BIDV Quang Trung, đó là Thanh Phúc, thì đã có bàn thắng thứ 3 cho Phoenix. Và đội bóng rất táo bạo của Toàn Trung. Dũng Vang không được. Một cơ hội rất rõ nét để BIDV Trùng nghĩ tới bàn thắng, nhưng Dũng Vàng lại hơi cầu toàn trong bóng vừa rồi, hoàn toàn có thể dứt điểm ngay. Trước đó thì Dũng Vàng cùng với Tuấn Minh bên phía Phoenix là hai cầu thủ đã có những xích mích trước đó. Với BIDV Quang Trung ở thời điểm này thì chẳng đội bóng nào là dễ dàng cả. Lại thêm một bàn thắng nữa cho Phoenix. Và dâng lên quá cao của thủ thành Thanh Phúc, và trước đó là tình huống chuyền bóng sai của Ngọc Lít. Đúng là chơi như này thì đội bóng trắng chỉ có thua thêm mà thôi, không còn chút động lực nào cả. Và thời điểm chính xác của số 18 Toàn Trung. Rất gọn gàng, khung thành đã bỏ trống rồi. Một cái lòng trong rất mềm mại là đủ để có bàn thắng thứ 4 cho các cầu thủ Phoenix. Thất vọng đến từ Trung Còn cũng như là Dũng Vàng khi người đàn em không đưa ra được những quyết định thực sự chính xác. Khá hay, Tuấn Thơ, không có lỗi của Phong Sport. Ngọc Lít không được, sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho BIDV Quang Trung. Thanh Trọng liệu có kịp dứt điểm hay không? Có lẽ các trọng tài cho thêm BIDV Quang Trung một chút thời gian và cơ hội nữa. Hết giờ, tỷ số chung cuộc là 4-0 nghiêng về Phoenix. Trận đấu quá dễ dàng của Phượng Hoàng Tím. Thắng của Sơn Hải, Tống Ngôi Xuân, điệp đánh đầu và Toàn Trung nhấn chìm BIDV Quang Trung ở phía cuối bảng xếp hạng. Và lúc này thì Phoenix tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cùng 10 điểm với Đại Từ và hơn hiệu số. Trong khi đó thì với BIDV Quang Trung, họ tiếp tục ở phía cuối bảng xếp hạng, chưa có được bàn thắng nào sau 4 vòng đấu đầu tiên và để thủng lưới tới 8 bàn thua. Và những ảnh vừa rồi cũng đã tạm thời kết thúc loạt trận thứ 2 của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ 30 phút trước khi đến với loạt trận thi đấu cuối cùng của vòng 4.